Rồi, video chiều nay mình xin chào hết tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chiều nay để mừng đã sắp có một cánh cổng. Cánh cổng thì làm món nướng này để ăn với lại đãi ông thợ luôn. Có hai con cá hoàng đế với lại mấy con mực nướng thôi à. Món nướng đơn giản nha, trời mưa này nướng đơn giản như thôi. Chiều nay chúng ta có một dĩa rau ăn sống kèm nè, cà chua, dưa leo, cải, sập, rau diếp cá gì, tí tô, có cả đậu bắp để mình nướng chung nè. Cái này là dầu điều, cái này mình ướp xương xương thôi chứ bạch tuộc thường người ta bán á, cái mực đồ người ta nước muối nó mặn rồi. Rồi bỏ miếng dầu điều với lại chút xíu đường với lại cái tỏi phi cho nó thơm. Trời mưa hoài luôn. Rồi bây giờ thợ còn làm tí xíu nữa là nghỉ rồi. Bây giờ bếp lửa đã, than nó đã cháy lên. Giờ mình nướng đậu bắp trước. Mực nướng nguyên con. Nướng mực xong rồi nướng cá. Đây là con mực nang. Hai con mực nang. Ba con mực nang. Dánh như cái tàu mò vậy. Vậy là con mực cái hả? Mực cái mới có trứng. Mực này là con mực chúa. Vậy. Yeah,
Rồi bây giờ cho hai con cá lên dĩa nướng luôn. Nhìn nó giống con cá đù đù mà nó màu sắc nhiều quá. Cái đuôi nó cái màu ngộ nè. Cái cá hoàng đế. Rồi, bữa trên này có mấy con bạch tuộc nữa. Bạch tuộc này tươi, con này không tươi. Con này bị mất cái râu vậy. Nướng là chưa chín. Quá trời á. Cá này cá vua đó. Con hoàng đế hả? Ăn xong thành hoàng đế. Nó có rượu hả? Dịch mua rồi chả ảnh. Có cái đuôi nè. Ừ, ngộ nè. Rồi, cuối cùng trời mưa nhưng mà cũng đã xong được bốn cánh cửa. Hai cái gọng sắt này là ở dưới nhà chị Hai. Rồi bắt đầu mai mình mới dựng lên. Bột này bột gì mà có bánh mì nữa ta? Tám mua dịch. Dịch gì? Nướng mất mặt vậy đó hả? Thôi con cá hoàng đế bốc khói nè bé ơi. Tám này không ghé mua thêm chục ổ. Dịch hai ổ bánh mì. Để chút giữa này ai ăn thì gấp. Để xài xài rồi hả? Chị dưới giới rồi hả? Tám nãy không ghé mua chục ổ bánh mì đó. Hai ổ bình lộn. Nó cho chung nó cho kèm theo. Đủ đủ đi. Ơi, của tỏi đã ta. Ở đây nè. Đủ đi. Sáng mua đó nửa ký 35.000. Rồi vô đi, ngồi đi. Đá chưa? Đường sớm về á. Ông ơi. Để vô. Với mẹ lại ngồi ăn. Bác em vô ngồi ăn bác mở nước. Rồi. Thôi vậy bác, má qua đây đi. Ăn qua đây để nhậu anh. Cho. Rồi qua luôn hả? Rồi mời mọi người dùng tiệc nướng nha. Ngồi đi ăn đi.
nhất mùi vụ. Trời đất ơi, ok, có không? Kinh lắm đó. Làm gì ta? Nấu nó. Nấu nó. Nấu cái gì nướng ớt là ngon. Cả nhà thiếu sót quá, quên mời cả nhà thân thương trắng. Cả nhà thân thương mắc quay rồi. Đi qua hốt liền. Lén lén hốt liền. Muốn đi. Muốn ít là ổ kìa. Ổ vô nhà tao muốn.
Nằm với đậu uống liền ha. Ha. Không kịp nghe hồi nữa luôn. Có gì đâu à? Có một cái đầu cá hoàng đế à? Mới dắt cái đầu đã đưa đi một tới liền. Cái đầu đó là đưa khác đi, đang lĩnh đó. Có đồ tiên chơi á. Hai chị luôn bác hai. Hai chị chứ bác hai liền. Hai chị hai chị nhỏ. Có thủy, cũng không có tiên chơi. Ngàn đuôi cho bác hai. Ủa mấy ngày trời đất ơi. Cái đùi nó có gì cá bác hai. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái hoàng đế là cái hoàng đế. Cái hoàng đế. Ấn hồng. Ấn quen hả? Vô à. Sáng bữa đó ba ăn không tử em vui rồi nó không có gì kìa. Đồng hồ kia không phải. Đồng dưới không có hả? Dạ. Má mới là ốc lên gì đẹp tháo á. Làm tử được nặng quá. Không cách tay. Bé còn cháu không có. Đang uống thuốc. Mẹ mà. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đứt luôn. Ai? Sướng hả? Sướng nó dưới chứ đâu? Đi rồi. Đi lấy giấy tờ của anh Năm gì đó hay gì đó. Năm mày nói giấy xanh nữa. Kì nghe chân nghe ủa. Nghe nó là con nghe. Bạn dám bị rồi con á. Còn ai giấy còn. Nãy giờ không dám ăn bánh mì luôn à. Đó. Tết qua chợ hết. Mấy chị em đi theo nhiều rồi. Thôi không sao. Thôi nói xin đi. Có ăn cơm cũng còn lô lệ nữa nha. Hôm qua đi đi gì mà đi cái đào với cái đào gặp ông Nghĩa. Ông Nghĩa ông đưa không hả? Chứ giờ cứ tưởng là ông ở Sa Đéc không à. Ở ngay chỗ tạo hôm qua có ghé tiệm ảnh. Hôm qua có thời gian, có thời gian thì cũng làm đây ra chơi rồi. Ông ra nhắc ra Nguyễn Nhân Voi đó. Đó, Nguyễn Nhân đó. Dành xây để mấy bước tới hay rồi. Nhưng mà bác hai, bác hai thấy ông thợ làm được không? Không. Không hả? Cứ nhìn đâu tiếng này. Thì có lộ đi thế. Có trong đâu cũng cái mực này kìa. Giống như là con ốc gì. Ốc giác, ốc giác. Ốc giác phát ra hả? Ừ. Thôi ốc giác. Tám bảy đi đồng vô ăn cái món đó quá liền luôn. Gà đảo, bên em gà đảo chơi vui quá chị vui. Những cái bông trắng trắng đó là bông nguyệt quế đó. Trời mưa xuống bông nó nở trắng cả một khu vườn. Rất là thơm luôn. Rồi bây giờ là đã 7 giờ rưỡi tối rồi. Xung quanh thì ở dưới quê thì người ta đã đi ngủ hết rồi. Chỉ còn nghe tiếng mấy con nhang ở nương nó kêu thôi. Trời mưa thì lắc rắc. Rồi thôi mình cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người vào video sau nha. Chúc mọi người có một ngày luôn vui vẻ và nhiều hạnh phúc.